Y chang ông Quang Lê. Ông Quang Lê là vậy nè, giống như tôi không biết là do cái này, do cái tật của ổng hay là do nhiều khi mập quá để tay xuống liền không được, cái để hát cái để lâu thiệt lâu. Trời ơi trời. Chỉ có điều hôm nay cái bụng nó nhỏ hơn tí. Tổ nữa. Trời đất ơi anh Quang Lê mà anh xem chương trình này Quang chắc Lê luôn. Anh nghĩ chơi với anh Thành với chị Tuyết quá à. Cũng là người cũng không thích soi mói người khác lắm, nhưng mà cũng góp vui một câu chuyện về Lê. Đó là người sống nội tâm dữ là cái này á, các bạn sống nội tâm dữ vậy anh Nam. Chương trình thử tài siêu nhí đó thì có một cái hoạt cảnh các bé rồi đóng gánh hàng rong này kia đi bán ngoài đường, rồi sau đó là hát ca cải lương nữa. Thì trên gánh hàng rong đó thì bố trí rất là nhiều các cái đạo cụ, trái cây nè, rồi những cái gì bánh tráng trộn đủ thứ, tức là tùm lum luôn. Và vừa dứt xong tiết mục đó và nhận xét xong thì tất cả vũ đoàn vào thì giám khảo Quang Lê bảo dừng lại. Giám khảo Quang Lê bắt đầu nhảy lên sân khấu, bắt đầu thu lượm tất cả những thứ đó. Trời đất ơi, cảnh trí mà ông không tha luôn hả anh? Không tha, và sau đó phát cho những giám khảo còn lại ăn. Trời đất ơi, thiệt á. Chương trình Ca sĩ Thần Tượng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.